Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sang món sườn chiên mọi người. Sườn chiên sa tế mọi người, sườn chiên sa tế, sườn chiên mắm đường gì mọi người. Như chiên gà sầu qua mọi người, hộp gà sầu qua. Lạp xưởng xào củ kẹo mọi người. Nước chấm có nước tương chanh nếp mọi người, với nước mắm mặn mọi người, nước mắm mọi người, nước mắm mặn. Ăn kèm có dưa leo mọi người, dưa leo đậu dòng, dưa hành lá mọi người, dưa xoài non mọi người, xoài non xoài sống. Nó uống có trà đá mọi người, trà lại mọi người. Đây mọi người, sườn non, sườn cộng mọi người, sườn non, sườn cộng, sườn cây mọi người, này chiên. Chiên sa tế hay chiên mắm đường gì đó. Trứng gà mọi người, trứng gà hộp gà sáu qua mọi người. Lạp xưởng mọi người, lạp xưởng sau củ kiệu mọi người. Ly trà đá mọi người, trà đá trà lại mọi người. Lại trà lại. Dưa leo đậu dòng hành lá nhưng mà với sợi non rồi sợi non sợi sống rồi chân không người không đừng xương nước tương rồi nước tương chanh ớt rồi nước mắm rồi mắm ớt rồi mắm chanh ớt mắm mặn muỗng mọi người đổ mọi người mời mọi người ăn cơm cơm mọi người cơm thôi. Nay sao vàng luôn mà. Nhưng họ chảy thôi. Sườn chiên sẽ tới luôn mà. Rất ngon luôn rồi, dạ nè hộp gà sáu qua luôn rồi chấm tường ăn cũng ngon rồi. Tại nay ướp nước tương luôn mà cho nên không có mùi nước tương đâu chấm mắm cái thành ra nó hai mùi không ăn gà mọi người làm được món hộp gà thấu qua tôi xào nữa thấy còn dư để hoài còn cái trứng gà đập vô xào luôn. Mấy món dầu cũ dễ làm luôn màu xào không luôn xào dầu á ngay muốn ăn cho nó béo béo gì ngay để trứng vô mà
Dạ, dịch cũng được. Vậy là kêu cũng trong giòn mềm luôn à, ăn ngon mà, cú kêu trong giòn ăn cũng ngon mà, nó mềm mềm ăn cũng ngon mà, có mùi đặc trưng đúng không à, đỡ cũng khoái lắm rồi, nói chung đó nó mùi mà, rau củ mà nồng nồng là tôi ăn không được mà. Cái đầu dòng đó mới có mà thấy cái trái nó lạ, nhờ ông cậu Tư cũng trồng mà nguyên về luôn, không có ăn đâu, mới đầu ăn cái mùi nó hăng hăng luôn rồi ăn không quen. Xay thịt cua ngọt ngọt mà dừa nó không chua quá mà chấm muối ăn hết sảy mà người tắt cho mà chứ không có bầm cho mà để mà lát con không ăn chấm muối dễ mà bầm ra cái ăn nó khó tắt giờ cũng dễ. Đồ mình xào ăn thấy ngon mà thấy cũng vui. Tự làm tự ăn không à, dưa leo to bự mà gần 20 cm, 18 là chín xăng, 19 xăng bướm luôn. Nấu ăn tự biết nè, nhìn dễ biến luôn. Thì nó cũng có mấy cái gì cơ bản mà nêm nếm á, sao nó bắt đầu nấu nó giết nó quen mà, thì cơm nhà nó đơn giản mà mình nấu ngon lại là chuyện khác mà. Bây giờ nên nấu ăn có gì đâu không biết nữa, quan trọng có muốn không mà. Để ý một xíu là học được rồi, nó mới món đơn giản, còn không biết thì học mà. Giờ video trên mạng quá trời,
Bây giờ đó hỏi có biết nấu ăn không ạ? Biết tốt mà còn không biết thì đi học mà có được. Đâu thấy gì khó khăn mà. Không học là được. Nó có mấy cái sừng sống mà giòn giòn à. Sừng không biết đó. Sừng gì mà. Còn da bọc xương không mùa mà trời nó thật khéo mùa nhìn nó nhiều vậy chứ da thật không có nhiều mà nhưng mà ăn vẫn ngon mà. Loại xương cay mà có thấy nhiều á ăn ngon mà. Đồ bán tầm tắm mà có mỡ này thì ăn bé béo mà tôi không có đòi hỏi gì nhiều có chuyện đó nói chung là người ai cũng có đòi hỏi mà mọi người biết đâu mà ai viết không có đòi hỏi gì hết không dám đòi hỏi mà viết thành thói quen. Có không được, không có không được. Mình gom nhà nấu gì là ăn đâu mà người đó ăn tới hôm qua mà nấu không phải ăn không có đi dòm mấy cái viên đúng không hôm qua dòm chả cá mới dòm mà thịt đúng rồi thịt bằm á nay mới viên ở ngoài đúng không mấy mua cái ruột là tôi ăn mấy đó đúng rồi mà ăn giết cũng quen rồi chỉ có sau này nhìn giá giống như nó thay đổi đúng không ăn được nhiều món hơn rồi còn thấy nó ngon hơn. Cái đó hôm qua không thấy nó ngon chỗ nào mà. Cũng như giờ cảm giác được nhiều vị hơn mà mấy cái gì mà kiểu như nhỏ nhỏ mà đó không cảm thấy giống như dưa leo mà cho nó ăn có vị ngọt mà giòn giòn ngọt nha chứ ăn có thấy gì đâu mà. Giờ ăn cảm giác nó có độ giòn mà nước chứ cảm giác nó khác hơn đó mà
bởi vậy đó tết ăn rau củ rồi vậy mà còn giờ cái cơm này không phải có rau củ ăn nó cân bằng mà. Nó cũng dễ à gì hơn không mà ăn nó cũng là dễ à gì hơn không bị bóp giống như kiểu người ta nếm dầu nhưng mà nếm dầu dầu ủ á có đủ loại hết mà người ta nếm sao ra đủ vị hết mà còn tôi thì uống chỉ thấy nó cay với nó đắng phải pha vô uống mới cảm giác nó ngon rồi chứ dùng nguyên gốc của nó nếm không nổi mà bây giờ mỗi người vị giác nó khác nhau mà giống như nước lọc không mà nước đủ loại hết mà Việt Nam chỉ có nước lọc không ở nước ngoài thấy nước lọc mà đủ loại hết mà nước suối nước khoáng nước này nước kia đủ thứ mỗi loại có cái vị khác nhau mà vị của nước mà. Cái đó tôi nghĩ nước không có vị gì đâu mà lạc nhắc đó. Cái hành lá ăn sống rồi đó ăn không được nữa. Hôm đó đi làm có xe bắn lên mà vậy ghé hàng mua để hàng mà thường ta để ngò mọi người ngồi dí á để hàng mới đầu ăn không quen rồi nó nằm á giờ để thao giết luôn lúc đầu còn kêu đỡ giam mà sao giết rồi nhiều khi quên quá nhưng hoặc là cảm thấy nó hiền quá ăn luôn rồi ăn giết quen rồi hồi sinh viên làm hay làm bánh mì mà bánh mì mà cái bần cẩm mà bà đã bán ngon có 6 ngàn mà mì bà ta chả lò á thịt còi á nghe trứng ốp la này kìa nói chung món nào cũng sáng nha đồng giá tượng cá bánh mì mới mà ngon nó giòn thơm bà đã có bán món hai là mì gói mà mình sinh viên ăn hai món đó nhiều sau này đi làm gì mà khách có xe bánh mì rồi để ý không mà tại nó gọn tiện lợi mà món bánh mì giải ly phê nó gắn xong rồi xong bữa sáng gọn nhẹ người tính theo giá dễ chứ tính theo thời giá đó mà bưng bê quá một thời tiếng cũng có 6 ngàn nhưng nhiều mà 5 ngàn cũng được 6 ngàn cũng được 5 ngàn 4 tiếng cũng nằm 4 20 tháng 600 mà rồi không thiếu gỡ 6 ngàn đừng cái ngon mà ăn mà mấy chỗ bán là mười mấy ngàn mà ăn nó cũng vậy à cũng không ngon hơn bao nhiêu mà được có để rồi nhiều không để này thì ăn nó vừa một vừa đủ không nhiều mất nhưng mà ngon
hủ tiếu gõ vậy mọi người, ăn ngon. Đó để bán bồi viên không mọi người, bồi viên sắp mong mỏng nha, ăn thơm mọi người. Nhưng mà đói ăn nó hay, có người này người kia không mà nó ba bò giả bò này kia không mà đây làm nhiều khi không dám ăn mà sợ, nhưng mà không ăn đó ăn đâu, ăn mấy chỗ khác mà mấy 20 ngàn tốn tiền mua công sức đi làm bưng bê quá một hơi đến có 5 ngàn ăn tô mì cũng tới 15-20 ngàn mà là gần bằng một ngày đi làm mà cật mua nguyên ngày đi làm để ăn tô hủ tiếu mười mấy 20 ngàn vậy thôi, nghỉ nhà cho khỏe mà. Bây giờ tiếp không mấy ăn chỉ có chỗ đó bán dễ à. Đó thì ăn cơm hộp tính ra từ lúc lên Sài Gòn ăn cơm cơm hàng cháo chợ nha, cơm dưa hè với cơm hộp chưa có ý tưởng nấu trong đầu luôn mà. Cầm hay không á, nó lâu luôn mà đi học đi làm gì đó cũng xỉu dài hơi sức không nữa nóng rồi. Ở ngoài cơm nó cũng bình dạng quá, nó mắc luôn. Nhưng cháu khỏe. Có chỗ nó ngon mà. Tính ra chở cũng lâu 3 năm cơ bản đi làm mà. Cùng lên đám mà trà thơm rồi ngành đồ có đều không uống kia cho trà kia nói gì chát chát mà quen loại này thì được thơm chập nhiều nhiều thiếu nó cũng chắc cũng có gì chát mà. Bỏ thêm xíu uống kia nó có gì chát quen mà giờ uống nó nhưng mà được cái nó thơm nè. Sườn chiên sa tế ngon nè, nó vừa ăn cay cay luôn nè, cay nhẹ.
cay về giường ăn cơm về. Cơm giờ em mình nãy giờ ăn cơm cũng không nhiều, cũng cảm giác nó không mặn lắm rồi. Cơm gì ăn như cơm thì ok mọi người. Cây hộp gà trứng gà xào qua ngon rồi. Món này thì tôi xào mọi người. Ăn chấm tương mắm được. Tại nãy có sẵn tương, ướp tương ấy, cho nên có mùi nước tương rồi. Chấm mắm thành ra nó hai mùi cho nên nó hơi ấy. Ấy thì chấm tương. Lạp xưởng xào với củ kiệu ăn ngon rồi. Nó mùi nồng nồng của kiệu rồi. Cái lạp xưởng nó có nó dây dây dùng nhỏ sự sự của người nó như nó có ốp dầu quá cho nên nó có mùi thơm thơm mềm mềm ngon dao ngon rồi dao sống ngon dưa leo đậu dòng dưa hành lá xài non ngon rồi ăn ngon chua chua ngọt ngọt ngon rồi cơm ngon rồi cơm ngon chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ thì sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.